Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xin chào quý vị thân mến của tin mới. Trong thời buổi cạnh tranh giữa các quốc gia trở nên gay gắt, cứ quả đấm của ai to thì người đó có tiếng nói trên chính trường quốc tế. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn có chỗ đứng thì phải cứng được chỗ đó. Mà cái chỗ đó của chúng ta đang mắc tới ở đây chính là vũ khí, quân sự và chiến thuật. Mà Việt Nam từ thời đi chân đất đã chưa bao giờ ngán ai ở mảng này. Nhưng so với việc sâu hết của nà ra, dằn mặt thiên hạ như nước nào đó thì chúng ta lại chọn cách im hơi lặng tiếng nhiều hơn. Thế nên khi nước bạn có muốn thăm dò thực lực thì cũng chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng gần đây, các anh bạn phi công Lào khi nhận phỏng vấn lại lỡ mồm trên sóng mà nói toẹt hết ra nhiều bí mật về không quân Việt Nam. Sự thật bỗng dưng được bật mí, khiến nhiều người hoang mang. Các bạn có tò mò phi công Lào nói gì về phi công và không quân Việt Nam hay không? Hãy cùng tin mới đi tìm hiểu ngay nhé! Có thể các bạn đã biết, trong khoảng thời kỳ gian khổ dựng nước và giữ nước của Việt Nam, chúng ta đã từng phải vác gậy, vác cuốc lên để đánh nhau với cơ số láng giềng từ gần như Trung Quốc, Thái Lan cho tới xa tít nửa bán cầu như Mỹ và Pháp. Trong suy nghĩ của mấy anh bạn người Tây, khi đấy thì Việt Nam chả khác gì mấy thằng nhà quê, chỉ biết làm ruộng với chơi trọi gà. Thế nên họ chắc chắn rằng kèo này dễ chơi. Nhưng ai mà ngờ được có ngày các ông lớn của thế giới lần lượt bể mánh ở đất nước Việt Nam. Không những thua mà còn thua tâm phục khẩu phục. Cho tới bây giờ, khi nhắc về lính Việt Nam, các nước vẫn không thôi trầm trồ thán phục. Trong số đó không thể bỏ qua Lào, người anh em cây khế thân thiết của Việt Nam, anh bạn Lào đã có những tiết lộ khó tin với báo chí về lực lượng không quân đỉnh của chóp mà Việt Nam đang sở hữu. Gần đây, thế giới đã phải bất ngờ khi nghe tin Lào đổ thêm tiền vào cho quân đội. Tuy có quy mô nhỏ bé, nhưng cũng có đầy đủ các thành phần từ lục quân tới pháo binh, xe tăng, thiết giáp, cho tới không quân tiêm kích, vận tải và tên lửa phòng không. Chính phủ còn không ngại mạnh tay trang bị thêm cho chiến cơ hàng khủng MiG-26. Chiếc trực thăng lớn nhất mà thế giới từng chế tạo. Với con hàng này thì đủ để Lào vênh mặt lên khi ngồi trên bàn với nhiều nước khác. Nhưng ấy thế mà, chỉ cần nhắc tới Việt Nam là nước này lại khen không ngớt lời. Nhất là khi được hỏi về không quân Việt Nam, các sĩ quan không quân Lào đều có chung nhận xét. Không quân Việt Nam, trong đó có các phi công quân sự Việt Nam rất giỏi, nhất là trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi đó, các phi công tiêm kích của không quân Việt Nam non trẻ đã khiến cho các phi công sừng sỏ của Mỹ phải nề phục. Trên thực tế thì không chỉ có Lào mà cả thế giới đã phải ngả mũ thán phục sức chiến đấu của các chiến binh của quân ta. Nếu các bác gặp ai dám nghi ngờ về điều đó thì cứ đập vào mặt chúng nó cái video này. Cho chúng nó xem trong trận Điện Biên Phủ trên không hay trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh, không quân Việt Nam đã làm được gì. Nhìn vào đống sắt vụ B-52 rơi vãi đầy trên các đồng ruộng sau trận chiến với các phi công Mỹ mà xem, nhờ vào trận đánh đó mà không quân Việt Nam đã mang về cho bà con làng xóm hàng trăm tấn sắt vụ từ máy bay không kích của chúng. Theo tính toán của dân Đông Lào, thì đó thì một chiếc cánh của con Phantom đã có thể đúc tới 7 chiếc nồi, 10 chiếc chảo và thêm một bộ đồ ăn dành cho 12 người. Chứ chưa nói đến con B-52 to gần gấp đôi chiếc Phantom. Vào khoảng giữa tháng 12 năm 1972, khi các anh Mỹ tự nhận là Việt Nam ngoài chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 ra thì chẳng có gì để cân được B-52 của chúng nó. Nên bọn này bắt đầu truy lùng tất cả các đường bay nhằm cản trở việc MiG-21 của ta cất cánh. Các hoạt động của máy bay B-52 phần lớn là những trận tấn công ban đêm. Vì thế, từ cuối những năm 1960, quân chủng phòng không không quân đã nhận định nếu ta có được lực lượng bay đêm giỏi, máy bay Mỹ sẽ không thể làm mưa làm gió. Tháng 7 năm 1968, cấp trên quyết định thành lập phi đội bay đánh đêm, gồm nhiều thế hệ bay khác nhau nhưng phần lớn là các phi công mới tốt nghiệp. Năm 1968, tuy chỉ có số giờ bay khoảng 200 giờ, không quân nhân dân Việt Nam có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ cơ bản là phá đội hình gây nhiễu và đội hình tiêm kích, yểm hộ máy bay B-52 để radar và tên lửa phòng không vạch nhiễu, diệt thù. Nhiệm vụ còn lại cũng rất quan trọng là trực tiếp tiêu diệt B-52. Đây không chỉ là mệnh lệnh quân sự mà còn là nhiệm vụ chính trị.
Trong chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, các phi công phi đội bay đánh đêm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bắn rơi hai chiếc máy bay chiến lược B-52, lập nên những chiến tích huyền thoại đã được nhắc đến. Trận đánh này là chiến công đầu tiên của Không quân Nhân dân Việt Nam, bắn bị thương máy bay bất khả xâm phạm B-52. Trận đánh khẳng định máy bay MiG-21 của Không quân Nhân dân Việt Nam có thể tiêu diệt được máy bay B-52. Một cựu phi công MiG-21 lão luyện của Không quân Lào hiện đang là trung tá công tác tại Bộ Tư lệnh Không quân Lào. Dù đã ngoài 60, nhớ lại ngày mình còn đi học ở Việt Nam, khi nghe tin Không quân Việt Nam đánh thắng Không quân Mỹ, cả trường hò reo mừng rỡ, không hề có sự phân biệt giữa các bạn Lào hay Việt Nam, đều sướng như nhau. Sau này, anh được đi học phi công MiG-21 ở Liên Xô và bay trên dòng tiêm kích huyền thoại này. Đến tận năm 2005, trước khi về công tác tại Bộ Tư lệnh Không quân Lào, anh kể, mình vẫn theo dõi thường xuyên những bước lớn mạnh của Không quân Việt Nam và đánh giá rất cao trình độ làm chủ vũ khí của các phi công tiêm kích phản lực MiG-21, Su-22, Su-27 và Su-30 MK2. Chúng tôi phải công nhận là phi công Việt Nam cực đỉnh trong khoản này. Còn nhớ trong vụ đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 1975 của phi đội Quyết Thắng, những người phi công chỉ mất có 5 ngày để huấn luyện chuyển loại máy bay từ con MiG do Liên Xô tài trợ chuyển thành chiếc A-37 mà ta vừa tịch thu của địch. 5 ngày để thành thạo một chiếc A-37 bên trên toàn tiếng Tây gần như trở thành nhiệm vụ bất khả thi cho các phi công lúc đó. Nhưng các anh lính của chúng ta cân tất trong thời gian quy định, không những hoàn thành khóa học lái cấp tốc mà còn diệt con ổ máy bay của địch đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đánh bất ngờ khiến lính Mỹ đang ăn nhậu bên trong trở tay không kịp và mất trắng cả đường băng. Ngoài tình đồng chí keo sơn trong thời chiến, lý do to nhất khiến Việt Nam và Lào vẫn duy trì được mối quan hệ hợp tác cho tới bây giờ là nhờ vào việc học. Hiện nay, phần lớn các sĩ quan phi công trực thăng chỉ huy tham mưu, phòng không không quân của Lào đều được đào tạo và tốt nghiệp từ lò luyện phi công của Việt Nam. Sau 2 năm đầu học lý thuyết và năm 3 làm quen với máy bay Yak-52, năm học thứ 4, học viên được huấn luyện thực hành tại đây với máy bay L-39 hoặc trực thăng Mi-8. Các học viên đang được điều khiển máy bay L-39 là những học viên xuất sắc được tuyển chọn rất gắt gao để khổ luyện thành phi công chiến đấu giỏi, hướng đến lái những chiến đấu cơ hiện đại. Vì vậy, số lượng học viên đầu vào đến lúc huấn luyện trên máy bay chỉ còn 1/3 là đủ năng lực. Điều kiện học là máy bay phản lực, yêu cầu tới phi công chiến đấu, yêu cầu kỹ thuật tinh nhuệ và nguy hiểm hơn rất nhiều khi bay lộn vòng chiến đấu, bổ nhào, lên gấp, bay xoắn với cả trăm bài bay khác nhau. Để rèn luyện thể lực, ngay từ đầu học viên phải tập luyện các bài khó như xoay vòng ly tâm, vòng quay trụ, đu quay. Tốc độ quay càng nhanh, số vòng càng nhiều sẽ là cách để học viên rèn luyện tiền đình. Tiền đình vững là điều kiện bắt buộc đối với phi công quân sự khi bay ở độ cao hàng ngàn mét và thực hiện các động tác bay chiến đấu. Học viên phải học nhảy dù từ trực thăng để làm quen độ cao. Bởi thế nên chỉ cần vào lò luyện của Trường Sĩ quan Không quân Việt Nam thì dù là tay mơ, hai gà mờ nhất Đông Nam Á thì sau khi tốt nghiệp cũng trở thành những phi công là máy bay thiện chiến nhất nhì trong quân đội. Theo báo cáo mới nhất của Fly Global, hiện nay trên thế giới có tổng cộng 23.271 máy bay quân sự đang trong biên chế quân đội các nước. Mỹ vẫn là quốc gia có đội máy bay quân sự lớn nhất với 13.246 chiếc, vượt xa hai cường quốc kế cạnh là Nga và Trung Quốc. Nhưng Việt Nam cũng không phải dạng vừa khi liên tục mạnh tay chi tiền cho lực lượng không quân. Riêng Không quân Việt Nam đang nắm giữ nhiều máy bay quân sự tiêm kích, trực thăng, tấn công đáng chú ý. Về máy bay chiến đấu, Việt Nam hiện có 34 cường kích ném bom Su-22 cánh cụp, cánh xòe do Liên Xô phát triển trước đó. Ngon hơn thì có thể kể tới 41 chiếc Su-27-30 thuộc các dòng tiêm kích đa nhiệm 2 chỗ ngồi bay trong mọi thời tiết, chuyên thực hiện các nhiệm vụ không chiến và đánh chặn từ xa. Để tăng thêm độ chiến thì không lâu trước đó, chúng ta đã ra tiền để tậu về bộ đôi tiêm kích huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga và L-39NG của Cộng hòa Séc. Con hàng này được Séc dự tính chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2022-2023. Ngoài ra, phía Nga cũng đã bàn giao 6 chiếc Yak-130 cho Việt Nam và dự kiến hoàn thành toàn bộ đơn hàng trong năm 2021. Là bản sao của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 5, Yak-130 đáp ứng 80% mục tiêu huấn luyện phi công tiêm kích với khả năng mang theo tên lửa không đối không cũng như tên lửa và bom có điều kiện. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu vận hành đồng bộ Yak-130 và L-39NG.
Có thể thấy những đánh giá khách quan đầy thiện chí của phi công Lào dành cho phi công và không quân Việt Nam đã phần nào cho thế giới biết rằng việc dây vào một đội quân có lực sát thương mạnh như Việt Nam là điều cần phải cân nhắc kỹ càng. Dù sao thì không quân vẫn luôn là lực lượng quan trọng bậc nhất trong chiến tranh. Việc sở hữu lực lượng không quân hiện đại và mạnh mẽ có thể giúp một quốc gia nắm được nhiều lợi thế trong giao tranh và đàm phán. Còn các anh em nghĩ sao về lực lượng không quân của Việt Nam? Hãy cho tin mới biết cảm nghĩ của các bạn dưới phần comment nhé! Cũng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ tin mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!